Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 2019, phóng viên thời sự của đài chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 4 nghị quyết chuyên đề. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh góp ý Bộ luật Lao động sửa đổi. Khai mạc hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu các trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2019. Bích tinh kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Công an Tây Ninh sơ kết cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tân Châu, Châu Thành xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự năm 2020. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường. Đến dự có ông Phạm Chiết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phan Thị Điệp và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các vấn đề được xem xét trên tại kỳ họp này. Những nội dung Hội đồng Nhân tỉnh sẽ xem xét quyết định tại kỳ họp này tập trung vào việc sắp xếp thành lập một số đơn vị hành chính ở cấp xã, cấp huyện, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội của các huyện và nói chung và một số địa phương nói riêng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh. Sau khi thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết chuyên đề và hoàn thành kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua gồm nghị quyết về việc sáp nhập các ấp thuộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, sau kỳ họp, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Chỉ đạo các sở ban ngành cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện có liên quan, tích cực tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân trong thực hiện các thủ tục có liên quan, đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành. Sau khi lên thị xã, Trảng Bàng sẽ có 6 phường nội thị gồm An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng, Gia Bình, Gia Lộc và Trảng Bàng. 4 xã ngoại thị gồm Hưng Thuận, Đông Thuận, Phước Bình. Đối với Hòa Thành, sau khi lên thị xã sẽ có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 4 phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung và 4 xã Trường Hoa, Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam. Trước mắt thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền trong người dân để cùng đồng thuận, để cùng nhau là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, từng bước chuẩn hóa cái đô thị, đưa đời sống người dân là từng bước là nâng cao hơn để đáp ứng được cái mong mỏi của người dân hiện nay. Chúng tôi sẽ phải là nỗ lực hơn nữa với trách nhiệm của từng cán bộ công chức, bởi vì khi đô thị được nâng lên thì thách thức lại là gắn liền với sự phát triển. Về câu chuyện giải quyết môi trường đầu tư và thiết lập lại các cái quy hoạch nâng tầm của cán bộ công chức và đưa cái đời sống người dân càng bước cao hơn thì buộc chúng tôi phải có những cái bước đi một cách là căn cơ và có một cái kế hoạch là rõ ràng. Khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua về cái nghị quyết để thành lập thị xã Hòa Thành, đây cũng là một cơ sở để cho thị xã Hòa Thành triển khai cái quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới được là Bộ Xây dựng là phê duyệt. Đó là cái phát triển về cái định hướng của đô thị Hòa Thành đến giai đoạn 2025 và đến giai đoạn 2035. Cái thứ hai là đây cũng là một cái thực hiện cái chỉnh trang đô thị cho huyện. Thời gian qua thì Hòa Thành thì cũng là một cái huyện có chính quyền huyện
được thành lập thị xã là thành lập chính quyền đô thị để quản lý về cái phát triển đô thị hiện nay của huyện là đang phát triển lớn mạnh, là phát triển bền vững cũng như là về kết cấu hạ tầng và cái đời sống của khu dân cư nói chung. Đó là một cái điều kiện thứ hai. Cái thứ ba là cái đây cũng là một cái nhiệm vụ mà để thực hiện cái đô thị chung kết nối với tỉnh theo cái quy hoạch chung của tỉnh mà được duyệt. Cái thứ tư nó là nhằm để nâng cao được cái đời sống của khu dân cư. Vấn đề thứ năm là cái tạo điều kiện là để thu hút được cái đầu tư để nâng cao cái diện mạo và phát triển cái đô thị Hòa Thành ngày càng bền vững hơn trong tương lai. Bốn nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ban hành lần này đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Thưa quý vị, chiều nay ngày 4 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức góp ý Bộ luật Lao động sửa đổi. Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cho rằng, quy định người lao động tự ý nghỉ việc 5 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng, thì người sử dụng lao động mới được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một khó khăn lớn cho người sử dụng lao động. Tại quy định này, cần tách thành hai nội dung, tự ý bỏ việc và bỏ việc 5 ngày làm việc liên tục. Theo ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, tình trạng vi phạm chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn khá phổ biến, diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, nhất là nợ tại các doanh nghiệp phá sản, mất tích, chủ bỏ trốn chưa có phương án xử lý. Nên kiến nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung vào luật những quy định cụ thể hơn, mang tính ràng buộc và có chế tài mạnh để xử lý các vấn đề kể trên. Ngoài ra, một số ý kiến của các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp cho rằng, quy định về thời giờ làm việc giữa khu vực công với người lao động khu vực sản xuất đang không bình đẳng, đề nghị nghiên cứu để quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ một tuần sẽ phù hợp hơn, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như đẩy nhanh thủ tục cải cách hành chính. Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã giải đáp một số ý kiến của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp các ý kiến để đóng góp tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Sáng ngày hôm qua 3 tháng 10 năm 2019 tại Sư đoàn 5, Tổng cục Hậu cần khai mạc hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu các trung đoàn bộ binh cơ giới, đủ quân toàn quân năm 2019 khu vực phía Nam. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y Tổng cục Hậu cần. Tham gia hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu có 21 đội của các trung đoàn bộ binh trong toàn quân khu vực phía Nam. Trong thời gian 3 ngày thi, các đội phải trải qua các phần thi, thực hành cơ động, triển khai đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu, có thu dung thương binh, thu và di chuyển đội, xử lý vết thương trên động vật, thi thể lực, kỹ thuật cá nhân, triển khai ăn ở dã ngoại, thi lý thuyết, thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị, các đội phẫu thuật nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các nội dung thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau hội thi. Hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu các trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2019 lần này là một trong những hoạt động quan trọng cần thiết để Cục Quân y có thể đánh giá thực trạng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các phân đội quân y nói chung, đội cứu chữa bước đầu nói riêng, qua đó tham mưu cho Bộ Tổng cục Hậu cần có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân đội quân y trong tình hình mới. Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức meeting kỷ niệm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tại quảng trường Tượng đài Liệt sĩ Tây Ninh, lễ meeting do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức có sự tham dự của ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được quan tâm đặt lên hàng đầu, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần kiềm chế tình trạng cháy nổ, tiến tới giảm thiểu tác hại nghiêm trọng do cháy nổ gây ra. Dự báo thời gian tới, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phải nhiều hơn, lớn hơn và đa dạng hơn. Từ đó, lực lượng dân cư và người tham gia sẽ đông hơn, tình hình cháy sẽ phức tạp hơn, nguy cơ cháy sẽ tạo cao hơn và thiệt hại về cháy gây ra cũng có thể lớn hơn. Chính vì thế, mọi yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy phải càng tốt hơn và hiệu quả hơn.
Thay mặt lãnh đạo ban dân tỉnh, tôi kêu gọi các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, các hộ gia đình và mỗi người dân hãy hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng các việc làm thiết thực cụ thể. Đề nghị mỗi nhà, mọi người hãy tự trang bị kiến thức cho mình và tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hãy tự giác chấp hành và thực hiện tốt hơn nữa lực phòng cháy chữa cháy, chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và dập tắt các vụ cháy nổ ngay từ khi nó phát sinh, đẩy mạnh hơn nữa phong trào đồng dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Các đại biểu tham dự lễ meeting được xem phần biểu diễn công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và tham gia diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tại huyện Gò Dầu, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kêu gọi mọi người, mọi gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong 9 tháng, huyện Gò Dầu đã xảy ra 3 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 12 tỷ đồng. Tại huyện Tân Châu, bà Nguyễn Thị Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cũng như các cơ quan, đơn vị kinh tế, công ty trú đóng trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ và nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Châu đã và đang hình thành nhiều nhà máy, công trình lớn, các khu dân cư, chợ ngày càng mở rộng, đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ khá lớn, nên nguy cơ phát sinh cháy nổ rất cao. Trong 9 tháng, huyện Tân Châu không để xảy ra cháy nổ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019. Tại buổi lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy của huyện Châu Thành, ông Nguyễn Triết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, các hộ gia đình và mỗi người dân tự giác chấp hành và thực hiện tốt luật phòng cháy chữa cháy, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm những trường hợp sai nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra. Hơn 200 cán bộ công chức viên chức chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh huyện Dương Minh Châu đã đến dự lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong 9 tháng qua, huyện Dương Minh Châu xảy ra 2 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng. Sau lễ meeting, lực lượng cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia diễu hành tuyên truyền, dẫn động nhân dân tham gia hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tại Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu, ông Phan Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu đã phát động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cấp, ban quản lý các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khu dân cư, hộ gia đình tự giác chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy, tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. 9 tháng năm 2019, huyện Bến Cầu đã xảy ra 2 vụ cháy nổ, thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng. Huyện Tân Biên tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 và tháng an toàn phòng cháy chữa cháy tháng 10 năm 2019. Ông Võ Hồng Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên đã phát động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy. Huyện Tân Biên có 30 đội chữa cháy cơ sở và hơn 60 đội chữa cháy dân phòng. Trong 9 tháng qua, toàn huyện xảy ra 6 vụ cháy làm thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ meeting diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ông Hà Minh Giảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy luôn đòi hỏi sự tham gia tích cực tự giác của tất cả mọi người. Ngay sau lễ meeting, các đại biểu tham gia diễu hành. Chuyển sang những thông tin ở các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua 3 tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Tây Ninh sơ kết 2 tháng thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến 14 tháng 9 năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức gần 14.000 ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 13.000 trường hợp vi phạm, đặc biệt phát hiện 83 trường hợp lái xe sử dụng trái phép chất ma túy, lập biên bản 3.624 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ 1.363 trường hợp và xử lý 18 trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả.
Tai nạn đường bộ xảy ra 28 vụ, làm chết 9 người, bị thương 24 người. So với 2 tháng trước liền kề, số vụ không tăng, giảm số người chết là 12 người. Số người bị thương tăng 6 người. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức 352 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản xử phạt 57 trường hợp vi phạm. Qua tuần tra kiểm soát, Công an Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 3 vụ 4 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ 3 đối tượng trộm cắp tài sản, phát hiện 40 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu không rõ nguồn gốc. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục gắn công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an Tây Ninh cũng đề nghị các đơn vị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép. Dịp này, Công an Tây Ninh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2019, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh trao thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Thành, đã có thành tích xuất sắc triệt phá chuyên án mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, biểu dương tinh thần kiên quyết, không ngại gian khổ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Thành trong đấu tranh chuyên án mang lại sự bình yên cho nhân dân. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Châu, huyện Châu Thành tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn Nghĩa vụ Quân sự năm 2020. Huyện Tân Châu có 6.120 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Kết quả xét duyệt tại các xã thị trấn có 2.212 công dân đủ điều kiện điều động khám sức khỏe. Trong đó, công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là 43 người. Toàn huyện có 38 công dân được miễn gọi nhập ngũ, 3.870 công dân được tạm quản nhập ngũ vì lý do chính trị, đạo đức, sức khỏe, học vấn. Năm 2020, huyện Tân Châu được giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn 195 công dân nhập ngũ, trong đó quân sự có 165 công dân, công an 34 công dân. Tại huyện Châu Thành, theo số liệu kết quả phúc tra của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Thành, tổng số công dân đưa ra xét duyệt là 5.188 công dân, trong đó độ tuổi từ 18 đến 25 là 5.016 công dân, 172 công dân độ tuổi từ 26 đến 27 có trình độ đại học cao đẳng. Qua xét duyệt đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe là 2.110 công dân, đã tốt nghiệp đại học cao đẳng là 103 công dân. Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Thành đã thông qua danh sách tạm quản gọi nhập ngũ và miễn gọi công dân theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự. Chiều ngày 3 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tân Biên sơ kết công tác phòng chống tội phạm ma túy mua bán người quý 3 năm 2019. Trong quý 3 năm 2019, lực lượng công an huyện Tân Biên phát hiện 6 vụ mua bán ma túy gồm 11 đối tượng, điều tra làm rõ 36 vụ, 56 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 92,3%. Trong đó, tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản 11 vụ, cố ý gây thương tích 3 vụ, hiếp dâm 1 vụ, đánh bạc 7 vụ, mua bán vận chuyển ma túy 6 vụ. Khởi tố 26 vụ với 64 đối tượng. Ông Trần Văn Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu lực lượng công an huyện tiếp tục tham mưu tốt cho các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục nắm chắc địa bàn, phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2020. Thưa quý vị, phần cuối chương trình thời sự tối nay sẽ là bản tin trật tự an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông không xảy ra, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 206 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 124 mô tô, 38 ô tô vi phạm, tạm giữ 50 xe mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 127 trường hợp, phạt cảnh cáo 8 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 4 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản vi phạm 1 trường hợp, nhắc nhở 3 trường hợp. Nội dung tuyên truyền theo quy định tại Điều 15 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 về chuyển hướng xe. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ,
nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo quay đầu xe. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất. Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Để có thể xem lại chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.